Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Thế giới Pokemon hiện tại đã giới thiệu đến người chơi 18 đơn hệ khác nhau sau 8 thế hệ, và cùng với đó là sự ra đời của rất nhiều những song hệ. Nếu tính toán của mình không sai, thì với 18 đơn hệ, chúng ta sẽ có được 153 song hệ. Và một lần nữa, nếu đủ tỉnh táo và không mắc phải sai sót nào trong quá trình tổng hợp, thì trong 153 tổ hợp song hệ đó, thì có đến 55 song hệ chỉ có duy nhất một Pokemon được sở hữu, hoặc ít nhất là chỉ một gia đình của một loài Pokemon sở hữu mà thôi. 55 là một con số rất lớn, chiếm hơn 1/3 tổng số song hệ. Vậy các bạn có biết hết đó là những song hệ nào không? Hãy cùng mình tổng hợp trong video này nhé! Chào mừng các bạn đến với video tổng hợp tất cả những song hệ độc quyền, hay có thể gọi là những song hệ hiếm trong thế giới Pokemon ở thời điểm hiện tại. Như đã nói là có đến 55 song hệ sẽ được bọn mình đề cập, nên bọn mình sẽ chia ra thành hai video. Và đây sẽ là phần 1. Bọn mình cũng sẽ chỉ giới thiệu nhanh, nêu ra cái tên của Pokemon sở hữu và một ít nhận xét về song hệ đó thôi nhé. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Một, song hệ thường và nước. Chỉ có duy nhất Bibero là Pokemon duy nhất sở hữu song hệ này. Thường và nước không phải là một song hệ quá đặc biệt, không nổi bật trong tấn công, cũng chẳng quá tốt trong phòng thủ. Cộng thêm, Bibero cũng không phải là một Pokemon quá nổi bật, nên có thể nói song hệ thường và nước cũng thường thôi. Hai, song hệ thường và cỏ. Song hệ này là song hệ độc quyền của gia đình nhà Dealing và Sobuck. Tuy nhiên, Dealing và Sobuck đều có 4 hình dạng khác nhau, nên có thể nói có đến 8 Pokemon sở hữu song hệ này. Nhưng một lần nữa, gia đình nhà Sobuck cũng không phải là Pokemon quá tốt, cộng thêm song hệ thường và cỏ cũng khá yếu, nên song hệ này thường không được nhắc đến nhiều trong thế giới Pokemon. 3. Song hệ thường và đất. Đây là một song hệ khá ổn. Diggerby của thế hệ thứ 6 là Pokemon duy nhất hiện đang sở hữu song hệ này, cũng là một Pokemon không quá tệ. Kết hợp cả hai yếu tố thì có thể xem song hệ thường và đất là một song hệ ở mức ok. 4. Song hệ thường và rồng. Chú rồng già của thế hệ thứ 7, Trambar, là chủ sở hữu duy nhất của song hệ rồng bình thường này. Chắc đây là một pha mà nhà sản xuất muốn tạo ra hệ mới thôi, chứ cho Trambar có thêm hệ thường cũng chẳng tạo ra sự khác biệt quá nhiều so với việc Trambar chỉ mang đơn hệ rồng. Thật ra thì có phần khiến cho Trambar bị khắc chế nhiều hơn. Già cả rồi mà chúng nó cũng không tha, Trambar said. 5. Song hệ lửa và thường. Một song hệ ổn ở mặt tương khắc và có phần mạnh ở mặt tấn công đặc biệt. Cộng thêm là song hệ độc quyền của gia đình nhà Pyroar. Gia đình Pokemon có thiết kế rất đẹp và có sự khác biệt rõ ràng giữa đực và cái, khiến cho song hệ lửa và thường cũng là một song hệ được quan tâm. 6. Song hệ lửa và nước. Đây là một song hệ được rất nhiều bạn nhắc đến trong các video trên kênh của bọn mình dạo gần đây. Đây là một song hệ chắc chắn có đầu ra sát thương đặc biệt rất mạnh, cộng thêm bị khá ít hệ khắc chế và được sở hữu bởi Pokemon huyền ảo Vulcanion, giúp cho lửa và nước được đánh giá là một trong những song hệ mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. 7. Song hệ lửa và thép. Tiếp tục là một song hệ được sở hữu bởi một Pokemon có số má là Pokemon huyền thoại Heatran. Là sự kết hợp của hai hệ, một công tốt, một thủ trâu. Heatran có thể nói là công thủ toàn diện, chỉ có điều tốc độ hơi thấp. 8. Song hệ giác đấu và băng. Đây là một trong những song hệ kém nhất ở thời điểm hiện tại và khá may mắn cho người chơi khi chỉ có Crabbor Minerval là Pokemon duy nhất sở hữu song hệ này. Tất nhiên là đối với Crabbor Minerval là một điều không may rồi. Dù cho có sức tấn công cũng ổn, nhưng nhờ vào song hệ mà Pokemon này thường xuyên bị xa lánh. 9. Song hệ giác đấu và ma. Một song hệ ổn và còn được sở hữu bởi Pokemon huyền ảo của thế hệ thứ 7 là Machado, giúp cho song hệ giác đấu và ma từng có thời gian được nhắc đến khá nhiều. 10. Song hệ nước và cỏ. Đây là song hệ độc quyền của gia đình nhà Ludicolo. Ludicolo thường xuyên là cây hài trong thế giới Pokemon,
nên song hệ mà Pokemon này mang trong người cũng khiến nhiều người phải cười khi nhìn vào. 11. Song hệ nước và ma. Một song hệ khá bình thường và cũng được sở hữu bởi gia đình nhà Pokemon Jellicent cũng không quá đặc biệt, nên đây cũng là một trường hợp không có gì quá nổi bật. 12. Song hệ nước và thép. Đây là song hệ độc quyền của Empoleon, hình dạng tiến hóa cuối cùng của Pokemon khởi đầu hệ nước của thế hệ thứ tư. Empoleon là Pokemon được đánh giá rất cao, và một trong những yếu tố góp phần vào sức mạnh của Empoleon chính là song hệ nước và thép, giúp cho Pokemon này chỉ bị khắc chế bởi 3 hệ, cũng chỉ có 4 hệ có thể gây sát thương bình thường lên Empoleon. Còn lại 11 hệ sẽ phải chịu giảm sát thương khi tấn công Empoleon, một song hệ rất tốt. 13. Song hệ cỏ và đất. Tiếp tục là một song hệ độc quyền nữa của hình dạng tiến hóa cuối cùng của một Pokemon khởi đầu Gen 4. Lần này là Pokemon khởi đầu hệ cỏ, Torterra. Tuy nhiên, khác với trường hợp ở trước, song hệ cỏ và đất khá yếu nên Torterra phần nào cũng bị khắc chế khá nhiều. 14. Song hệ cỏ và băng. Đối với bọn mình thì đây là song hệ yếu nhất nhì ở thời điểm hiện tại. Số hệ có thể gây sát thương từ bình thường trở lên cho song hệ cỏ và băng không thể đếm hết trên đầu ngón tay. Và gia đình nhà Pokemon Abomasnow là gia đình may mắn trong ngoặc kép được sở hữu song hệ này. Thậm chí, dù cho Abomasnow có thể tiến hóa Mega, nhưng mọi thứ cũng không có tiến triển tốt hơn. 15. Song hệ độc và lửa. Đây là song hệ độc quyền của gia đình nhà mẫu hệ Salazzo. Salazzo là một Pokemon cũng khá tốt, cộng thêm song hệ có thể được xem là ổn, nên Salazzo luôn là Pokemon được khuyên dùng trong thế hệ thứ 7. 16. Song hệ độc và giác đấu. Đây là một song hệ có thể nói là không quá tốt. Tuy nhiên, gia đình Pokemon duy nhất sở hữu song hệ này là Toxicroak, lại là một Pokemon tốt và được sử dụng khá nhiều bởi các tổ chức tội phạm. 17. Song hệ độc và bay. Các thành viên trong gia đình nhà Crobat chắc chắn là những Pokemon rất quen thuộc với những người yêu thích Pokemon. Tuy nhiên, chắc cũng sẽ có nhiều bạn phải bất ngờ khi biết rằng song hệ độc và bay mà cả ba Pokemon đó đang mang chính là song hệ độc quyền của gia đình nhà Pokemon này. Và cũng phải nói thêm rằng, đây cũng là một song hệ khá ổn, giúp cho Crobat cũng trở thành một Pokemon hệ độc đáng được sử dụng. 18. Song hệ độc và tiên. Galarian Weezing là Pokemon duy nhất ở thời điểm hiện tại được sở hữu song hệ này. Galarian Weezing là một Pokemon support và phá lối chơi của đối thủ khá ổn nhờ vào ability, chỉ số và cũng chính nhờ vào song hệ độc và tiên bị ít khắc chế này. 19. Song hệ điện và thường. Đây là một song hệ khá tốt khi chỉ bị khắc chế bởi hai hệ là giác đấu và đất. Tuy nhiên, gia đình nhà Pokemon Heliolisk hay cụ thể hơn là chính Heliolisk lại có chỉ số phòng thủ vật lý khá kém nên cũng rất dễ bị one hit KO. Tuy nhiên, nhờ vào tốc độ cao và sức tấn công đặc biệt tốt, Pokemon này cũng được khá nhiều trainer lựa chọn cho một vị trí Pokemon hệ điện trong team. 20. Song hệ điện và độc. Một song hệ mới trong thế hệ thứ 8 và được sở hữu bởi một gia đình cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người chơi là Toxo và Toxtricity. Tuy nhiên, vì bộ chỉ số khá hạn chế nên song hệ điện và độc cũng khiến cho Toxtricity không được đánh giá cao trong khả năng phòng thủ. 21. Song hệ điện và tâm linh là sự kết hợp của hai đơn hệ rất mạnh về tấn công đặc biệt. Vậy mà Pokemon duy nhất sở hữu song hệ điện và tâm linh là Alolan Raichu lại không quá tốt về mặt này. Điểm tốt nhất của Alolan Raichu là tốc độ cũng giúp cho Pokemon này giảm bớt việc bị khắc chế khá nhiều của song hệ đang mang. 22. Song hệ điện và bóng tối. Song hệ này không quá tốt ở mặt tương khắc về hệ. Pokemon duy nhất sở hữu song hệ điện và bóng tối ở thời điểm hiện tại là Mopeko thì có vẻ thú vị hơn khi có thể thay đổi giữa hai hình dạng là Full Belly Mode và Hungry Mode và có chiêu thức độc quyền cũng thú vị không kém là Aura Wheel. Nhưng nhìn chung thì đây cũng không phải là một trường hợp quá đáng chú ý. 23. Song hệ điện và ma. Một song hệ tốt nhưng lại được sở hữu duy nhất bởi Rotom
một Pokemon chỉ ở mức khá. Tuy nhiên, Rotom có một khả năng khá thú vị là có thể nhập vào các đồ điện tử trong nhà và tạo ra những hình dạng cùng song hệ mới. Khi Rotom nhập vào lò vi sóng, Rotom sẽ trở thành Hydrotom và mang song hệ độc quyền thứ 24, song hệ điện và lửa. Một song hệ khá tốt, cộng thêm bộ chỉ số ổn, giúp cho Hydrotom nhìn hài hước vậy thôi, chứ cũng mạnh đấy. Song hệ độc quyền thứ 25 là song hệ điện và cỏ, cũng tiếp tục là một sản phẩm của Rotom. Khi Rotom nhập vào máy cắt cỏ, Rotom sẽ trở thành Mo Rotom. Song hệ điện và cỏ khá kém, nên dường như hình dạng Mo Rotom cũng trở thành hình dạng ít được sử dụng nhất trong số các hình dạng của Rotom. Và phần 1 của màn tổng hợp tất cả các song hệ độc quyền chỉ được sở hữu bởi một Pokemon hoặc một gia đình Pokemon xin được kết thúc ở đây. Nếu các bạn có cảm nghĩ hoặc những góp ý cho bọn mình thì hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên cho bọn mình một like, share và subscribe cho PAG Center nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. GG, everyone.